Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trước tiên chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin nóng đất Việt. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái để xem hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta chiến đấu chống Covid-19 chứ không phải chống nhau. Thưa quý vị, tinh thần chung, xuyên suốt của Đảng lãnh đạo, nhà nước từ trung ương tới địa phương là phải thống nhất, không được cát cứ, không được ban hành những gì trái với trung ương. Sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 128, hàng loạt tỉnh bắt đầu thay đổi các biện pháp chống dịch, tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông và sinh kế của dân. Quảng Ninh tiên phong với việc ban hành văn bản hủy bỏ yêu cầu người vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ. Đồng thời, tỉnh cũng dừng luôn quy định người từ Quảng Ninh ra tỉnh ngoài cũng phải thực hiện xét nghiệm. Khi trở về phải có kết quả xét nghiệm tương tự như trên. Hà Nội, Hải Phòng, những pháo đài kiên định lâu nay cũng bỏ các yêu cầu này, tương tự như Quảng Ninh. Đó là những động thái ở một số tỉnh trọng điểm phía Bắc, trong khi nhiều tỉnh phía Nam, nơi chịu dịch bùng phát vừa rồi, đã thông thương với nhau trở lại và bỏ yêu cầu xét nghiệm cũng như các thủ tục hành chính. Bước ngoặt trong chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong cuộc tiếp xúc trực tuyến với cử tri Cần Thơ cuối tuần qua, tinh thần chung, xuyên suốt là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, phải thống nhất từ trung ương tới địa phương, không được cát cứ, không được ban hành những gì trái với trung ương. Kết quả này có được là nhờ vào nghị quyết 128 mang tính lịch sử, tạo bước ngoặt trong chống dịch bệnh theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bằng cách tạm thời chấm dứt các chỉ thị 15, 16, 19, quyết định 2686 và một vài điểm trong các văn bản liên quan khác. Nghị quyết 128 đã đặt cột mốc cho nỗ lực từ bỏ chiến lược Zero COVID. Khi mang tư duy Zero Covid trong hoàn cảnh dịch bệnh đã thay đổi, thì thường tiến hành các biện pháp cực đoan, làm tổn thương kinh tế, sinh kế mà chưa chắc đã chống được dịch bệnh. Xin trích dẫn tổng kết tình trạng này của tiểu ban truyền thông. Không để lạm dụng việc cách ly, ngăn sông cấm chợ đang tác động rất tiêu cực đến tâm lý, cuộc sống của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tránh tình trạng thực hiện chính sách an toàn thì đẩy trách nhiệm xuống bên dưới hoặc bên dưới làm cao hơn một bậc so với quốc gia, dẫn đến nhiều bất cập khi tự quyết định những biện pháp cực đoan hà khắc hơn cả chính sách chống dịch chung, mà nguyên nhân chủ yếu là do sợ chế độ trách nhiệm. Cần thống nhất nhận thức để triển khai, công nhận kết quả xét nghiệm của nhau, việc cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà và điều trị bệnh nhân COVID-19 theo hướng phân tải với quy mô nhỏ nhất là các pháo đài, tránh để tình trạng lây chéo do cách ly tập trung đông người. Cần đánh giá lại cơ sở khoa học của việc cách ly 14 ngày đối với những ca âm tính khi vào cách ly. Vì với chu kỳ lây nhanh của chủng Delta 3 ngày, nếu sau 3 ngày xét nghiệm lại vẫn âm tính thì không thể tiếp tục cách ly đối với người lành như hiện nay, khiến nhiều người bị cách ly nhầm hơn bỏ sót, cách ly thời gian quá dài, kéo theo nhiều hệ lụy về an sinh, gây tốn kém, quá tải và nguy cơ bị lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly. Các địa phương không có dịch, không thể duy trì các biện pháp chống dịch cũ theo tinh thần tuyệt đối hóa kết quả chống dịch của địa phương mình. Cần chuyển các biện pháp chống dịch phù hợp với tình hình chung của cả nước, ra khỏi đại dịch với ít tổn thương nhất. Tôi rất ấn tượng với phát biểu gần đây của Giám đốc CDC Hoa Kỳ. Chúng ta đã có rất nhiều thành tựu khoa học, chúng ta đã có vaccine. Điều mà chúng ta thực sự không đoán định được, đó chính là hành vi con người. Hành vi của con người trong đại dịch này vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Bà cho rằng, việc đẩy lùi đại dịch phụ thuộc vào việc chính phủ và người dân phối hợp hành động tới đâu. Nhận xét trên đây quả là thẳng thắn, không chỉ đúng ở Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia khác, trong đó có chúng ta. Thời kỳ đen tối nhất của dịch đã qua. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định trên báo chí. Song, dịch bệnh chắc chắn chưa thể chấm dứt, virus SARS-CoV-2 sẽ còn tồn tại. Tôi vẫn nghĩ người dân cần được phân quyền chống dịch, cần chịu trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và gia đình. Cho dù hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế còn nhiều điểm cần bàn, chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tạo một nền tảng mới sống thích ứng an toàn, chính quyền các địa phương đang dục dịch thay đổi theo hướng đó. Bây giờ là lúc mỗi công dân và cộng đồng phải có trách nhiệm với sức khỏe của cá nhân mình, tránh tình trạng chúng ta đang chiến đấu chống lại nhau chứ không phải chiến đấu với kẻ thù chung là virus. Bằng cách đó, chúng ta sẽ ra khỏi đại dịch với ít tổn thương nhất, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hàng trăm nghìn công nhân quay lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc sau giãn cách. Thưa quý vị, sau thời gian dài giãn cách xã hội, hàng trăm nghìn công nhân từ các tỉnh đã quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai làm việc và dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày tới. Theo hội nghị trực tuyến của ngành lao động toàn quốc chiều 15 tháng 10, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 143.000 công nhân các tỉnh đã quay lại địa bàn làm việc. Tuy nhiên, thành phố hiện vẫn thiếu gần 60.000 lao động trong các khu công nghệ cao,
nhất là giày da, may mặc, cơ khí chế tạo, công nghệ lương thực, thực phẩm. Chúng tôi quyết tâm tạo cơ chế thông thoáng và mong muốn các tỉnh thành tạo điều kiện cho công nhân sớm quay lại làm việc. Ông Tấn nói, tại Đồng Nai, khoảng 82% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Các công ty đang chuyển hướng dần từ 3 tại chỗ sang một cung đường, 2 điểm đến cho công nhân về nhà sinh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Số lao động quay lại làm việc tăng lên từng ngày, đạt trên 50% và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Tỉnh cũng đã thống nhất với thành phố Hồ Chí Minh về phương án đi lại cho lao động trở lại làm việc, trước mắt đưa đón tập trung và bằng phương tiện cá nhân. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai đề nghị các cấp quan tâm đầu tư hơn với sàn giao dịch việc làm để thu hút nhiều lao động tới đăng ký. Theo bà Huỳnh Thị Thùy Trang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Phước, phần lớn doanh nghiệp tỉnh này đã trở lại hoạt động khi toàn bộ công nhân được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Công nhân cho các khu công nghiệp dù nghỉ giãn việc nhưng vẫn ở lại nhà trọ. Bình Phước đang có khoảng 55.000 lao động đang tạm ngừng, nghỉ việc không lương. Bà Trang cho biết, tỉnh phấn đấu đưa khoảng 25.000 lao động trở lại làm việc trong tháng 10, số còn lại trong tháng 11. Hàng nghìn doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, trong khi đó nhiều lao động đã trở về quê, nhất là lao động chuyên cạo mủ cao su thuộc các tỉnh Tây Nguyên. Ngành lao động Bình Phước cố gắng cung ứng lực lượng có sẵn trong tỉnh và kết nối với các tỉnh Tây Nguyên để sớm đưa công nhân trở lại thành phố. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thời gian qua, lao động về quê khá lớn, chủ yếu làm công việc tự do và khu vực ngoài FDI. Riêng thành phố Hồ Chí Minh trên 600.000 người di chuyển về các tỉnh. Ông đề nghị các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, tam giác công nghiệp tập trung hàng triệu lao động phía Nam, sớm có báo cáo riêng về tình hình thừa, thiếu lao động. Địa phương cần thống kê rõ thiếu hụt lao động ở ngành nào, doanh nghiệp thuộc khu vực nào để các cơ quan có biện pháp điều tiết lao động cho những nơi này. Các tỉnh cần tạo điều kiện đi lại cho doanh nghiệp đưa đón công nhân. Bộ trưởng Dung cho hay, một doanh nghiệp chuyên sản xuất đế giày đóng tại tỉnh Tiền Giang đã nhắn tin cho ông, than thở khó đưa 400 công nhân đi làm trở lại, dù nằm trong vùng xanh và cam kết an toàn phòng chống dịch. Trong khi đó, các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, Long An đều đã mở cửa để doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Ông Dung đề nghị Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền Giang sớm báo cáo lại với lãnh đạo tỉnh về việc này. Bởi công ty nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đế giày mà không làm được thì không thể thúc đẩy các khâu khác. Từ mùng 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận nới lỏng giãn cách sau nhiều tháng liền siết chặt theo chỉ thị 16. Sau khi lệnh nới lỏng được công bố, rất nhiều lao động và công nhân, nhất là các tỉnh miền Tây, đã đi xe máy về quê. Dán niêm phong ô tô, thêm một hội chứng khóa. Thưa quý vị, ở Bến Tre và cả ở Bình Phước, ô tô qua lại sẽ được bị dán niêm phong cửa, mà rách niêm phong thì liệu hồn. Đinh Điền bị chặn lại tại chốt kiểm soát cửa ngõ khi đi từ Tiền Giang về Bến Tre. Dù trình giấy tờ tùy thân, thẻ xanh 2 mũi vaccine, giấy xét nghiệm PCR, thậm chí có cả giấy đi đường, nhưng lực lượng trực chốt vẫn kết luận là anh thiếu loại giấy quan trọng nhất, đó là giấy tiếp nhận công dân trở về huyện do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, Bến Tre ký, cấp. Anh Điền là cán bộ y tế đang làm việc tại khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Và câu chuyện xảy ra vào chiều 14 tháng 10, sau khi chính phủ đã có nghị quyết 128, chấm dứt thực hiện các chỉ thị 15, 16, 19. Kể lại chuyện của Điền, báo chí dẫn kèm một văn bản của Bến Tre vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm, giấy chứng nhận tiêm vaccine và đặc biệt phải có giấy đi đường do Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi xuất phát cấp, có công văn tiếp nhận của Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi muốn đến. Quả là điệp trùng quan ải, con kiến chui không lọt. Chưa kể rằng đối với xe ô tô di chuyển vào địa bàn tỉnh sẽ bị buộc phải dán tem niêm phong tại chốt vào, chỉ được cơ quan chức năng nơi đến tháo ra. Nếu rách tem thì sao? Thì bị coi là vi phạm quy định về phòng chống dịch thì sẽ bị xử lý. Nhưng Bến Tre không phải là một cá biệt, cái tem niêm phong này cũng xuất hiện ở cả Bình Phước. Chúng ta từng chứng kiến những quy định lệ làng kiểu phiếu cắt cỏ, chuyện đi biển ngày chẵn lẻ, tấm giấy đi đường phải lên phường, hay biện pháp khóa trái cửa nhà các F1. Lẽ ra, nó chỉ còn là dĩ vãng, là kỷ niệm sau khi nghị quyết 128 thống nhất toàn quốc các quy định về chống dịch, đặc biệt là vận tải, lưu thông, đi lại. Nhất là khi nghị quyết 128 đã có những nguyên tắc rất rõ ràng về việc không cát cứ, không cho phép ban hành các quy định trái với các quy định của Trung ương. Nhưng xem ra, tư duy Zero Covid vẫn còn quá nặng nề mà chuyện của Điền, mà cái phiếu niêm phong chỉ là một ví dụ. Với tư duy bị trói như thế này, rồi có lúc người ta sẽ buộc tháo cả chân chống xe máy để dân không thể dừng lại nếu ngang qua địa bàn. Trở lại với Điền, anh sau đó đã liên hệ chính quyền xã An Khánh, huyện Châu Thành nhiều lần nhưng đều nhận câu trả lời rằng huyện không giải quyết cho trường hợp đi làm và về nhà hàng ngày. Vậy thì Điền, một nhân viên y tế, ngày mai sẽ đi làm kiểu gì?
Bộ Giao thông Vận tải, hành khách tham gia giao thông không phải xét nghiệm. Thưa quý vị, theo quyết định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải thì người dân khi tham gia các phương tiện giao thông, trừ hàng không, đường sắt, chỉ phải xét nghiệm khi có các biểu hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi và đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa. Sáng ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định số 10906, hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động của 5 lĩnh vực, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Điều đáng chú ý trong hướng dẫn mới là người dân khi tham gia các phương tiện giao thông, trừ hàng không, đường sắt, chỉ phải xét nghiệm khi có các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi và đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa. Không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Văn bản cũng không nhắc đến vấn đề phải cách ly sau khi kết thúc hành trình. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay, mục tiêu cao nhất đặt ra khi ban hành văn bản là nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực: đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19 để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới. Đồng thời, thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Nghị quyết số 4800. Theo đó, hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực: đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hoạt động vận tải hành khách, tuyến bờ ra đảo, hàng không nội địa, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Đối tượng áp dụng: các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị kinh doanh vận tải của 5 lĩnh vực, đơn vị vận tải nội bộ, bến xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa, cảng hàng không, sân bay, bãi đáp thủy phi cơ, ga, trung tâm, trạm vận tải đường sắt, đầu mối xếp dỡ hàng hóa khác, người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện, người đi theo phương tiện đối với vận tải hàng hóa, vận tải người nội bộ và hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải 5 lĩnh vực, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải. Bộ Giao thông Vận tải cũng nêu rõ, để tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cần theo một nguyên tắc chung. Lần này, phạm vi đánh giá dịch sẽ được chia làm 4 cấp độ. Cấp 1 là nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh. Cấp 2 nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Cấp 3 nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. Cấp 4 nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Đánh giá từ quy mô cấp xã, khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Khách tham gia giao thông, trừ vận tải hàng không, đường sắt, phải đáp ứng các yêu cầu sau. Tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Xét nghiệm y tế trong các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở. Đáng chú ý, hướng dẫn nêu rõ, đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa. Không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp. Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận kết quả. Lực lượng y bác sĩ của thành phố Hồ Chí Minh lên đường chi viện các tỉnh. Thưa quý vị, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ các địa phương có dịch như Ninh Thuận, Cà Mau, lực lượng các y bác sĩ hai bệnh viện Thống Nhất và Chợ Giấy đã lập tức lên đường chi viện. 24 giờ sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ nhân lực, thiết bị vật tư y tế, thuốc thiết yếu để điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. Ngày hôm nay, 9 bác sĩ điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất lên đường chi viện. Họ mang theo 2 tấn thiết bị gồm 20 máy thở không xâm lấn HFNC, 5 máy thở dòng cao, 50 máy tạo oxy cùng nhiều thuốc men, vật tư y tế. Theo bác sĩ Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện, đoàn chưa xác định ngày về mà tùy theo diễn biến dịch bệnh thực tế tại Ninh Thuận. Hai nhiệm vụ chính của các y bác sĩ là sắp xếp, lắp đặt máy móc, điều trị bệnh nhân nặng phải thở máy, ECMO, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, lọc máu liên tục,
đồng thời giúp ngành y tế Ninh Thuận gia cố hệ thống phòng chống dịch từ y tế cơ sở phù hợp với điều kiện địa lý, giao thông, khí hậu. Chiều qua, bác sĩ Trần Thanh Linh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu cùng 5 đồng nghiệp của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã đến Cà Mau hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, trong 10 ngày tới, đoàn khảo sát thực địa tại các trung tâm điều trị COVID-19 của tỉnh, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh và Bệnh viện tỉnh Cà Mau về việc điều phối, phân luồng và điều trị bệnh nhân. Nhiệm vụ của các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, tư vấn, thiết kế quy trình phân luồng, khám sàng lọc, tổ chức các lớp tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị và chăm sóc F0. Họ đi thực địa tại các bệnh viện huyện, đặc biệt là những huyện có nhiều bệnh nhân COVID-19 để khảo sát và tư vấn về việc phân khu vực cách ly điều trị, phân luồng và các vấn đề chuyên môn. Bác sĩ Linh suốt 4 tháng qua chịu trách nhiệm giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 1.000 giường của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tuyến cao nhất điều trị COVID tại thành phố, chuyên điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch. Ninh Thuận và Cà Mau là hai địa phương đang có nguy cơ bùng dịch khi nhiều ngày qua ghi nhận thêm các ca nhiễm mới. Riêng ngày hôm qua, Cà Mau ghi nhận 168 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trong đợt dịch thứ tư lên gần 1.000 ca, có 10 ca tử vong. Ninh Thuận hiện có hơn 1.100 F0, trong đó 23 ca tử vong. Còn thành phố Hồ Chí Minh sau gần nửa năm dồn lực chống dịch hiện đã hạ nhiệt. Thành phố đã vào giai đoạn mở cửa, dần bình thường mới từ ngày 1 tháng 10. Chuyển cấp độ dịch từ cấp độ xấu nhất vùng đỏ xuống vùng cam. Số ca mắc COVID-19 giảm liên tục trong 14 ngày qua, cũng như giảm so với tháng 8, 9. Số bệnh nhân xuất viện luôn cao hơn nhập viện, số bệnh nhân thở máy còn khoảng 500 ca, trước đây trên 1.000 ca. Bác sĩ Thanh chia sẻ, hiện bệnh viện gặp nhiều khó khăn, nhất là nhân sự vẫn đang căng mình vận hành, đồng thời nhiều bệnh viện COVID-19 với hàng nghìn bệnh nhân, đồng thời phải khám, chữa bệnh cho người bệnh không COVID-19. Mặc dù vậy, bệnh viện vẫn cử đoàn chi viện Ninh Thuận chung tay hỗ trợ tỉnh bạn như cả nước hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp sẽ chia sẻ kinh nghiệm giúp Ninh Thuận sớm khống chế được dịch bệnh, đưa đời sống người dân về lại bình thường. Bác sĩ Thanh nói, Bệnh viện Thống Nhất và Chợ Rẫy là hai bệnh viện tuyến trung ương đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt dịch thứ tư, hai bệnh viện đóng vai trò chủ lực điều phối hàng trăm nhân sự tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 các mức độ tại thành phố. Trong đó, Chợ Rẫy ngoài vận hành khu điều trị COVID-19 nội viện còn phụ trách Bệnh viện Hồi sức COVID-19 tại thành phố Thủ Đức với quy mô 1.000 giường, lớn nhất thành phố. Bệnh viện Thống Nhất phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 8, Bệnh viện COVID-19 đa tầng Tân Bình, chi viện cho Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chi viện thuốc Remdesivir kháng virus. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tỉnh, thành phố và nhờ đó bước đầu kiểm soát được dịch bệnh. Hiện dịch bệnh COVID-19 đã lan ra các tỉnh, trong khi độ bao phủ vaccine ở những tỉnh này chưa cao nên có nhiều nguy cơ. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm cấp cứu, sử dụng thuốc Remdesivir kháng virus dạng tiêm, sử dụng thuốc Monopiravir kháng virus dạng uống dành cho F0 điều trị tại nhà. Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi công năng bệnh viện hồi sức COVID-19, chăm sóc và điều trị trẻ em mắc COVID-19, điều trị thai phụ nhiễm COVID-19. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng 138.000 lọ thuốc Remdesivir hiệu quả tốt trên bệnh nhân nặng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có 550.000 lọ thuốc Remdesivir và sẵn sàng chi viện số thuốc này cho các tỉnh. Nếu các tỉnh có nhu cầu thì gửi công văn đề nghị hỗ trợ số lượng phù hợp với ca bệnh trên địa bàn. Một ca trung bình sử dụng tối đa 10 lọ. Riêng thuốc Monopiravir, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh không chia sẻ được vì đây là thuốc trong chương trình nghiên cứu của Bộ Y tế. Nếu các tỉnh có nhu cầu thì liên hệ Bộ Y tế để được cung cấp.